Thank you.
Namo
Kanto manga kipana kapanji tavana lupana se toayi nabakawate nubasan kamiko nabasan kamiko nabakawantan kamiko ae toayi kamantan aabie kamantan Sidarako sadiva tabakawantan gafanya acapati bahuri vamano sajamangala Hãy
thành thấy được vị thanh đệ chứng mô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời tâm công đồng không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi vâng tâm nay được an toàn là phúc lành cao Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 tối đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 sáng đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Và con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã cho con biết được tín hiệu, và kính cảm ơn Phong Lan và Hoa Nguyệt cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2020 Phật lịch 2563, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 62 Kinh Giáo Huấn Rahula Maha Rahula Hulo Sutta Sutta 54 được Thượng Tọa giải. Mở đầu chương trình, xin chúng ta tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính dân mít đến sư ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh niệm tri minh hạnh túc thiện hệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thầy Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng lễ phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành thanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và kính cảm ơn Phong Lan Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 62, Kinh Giáo Huấn Rahula Maha Rahula Hulo Sutta, từ câu 754, sẽ được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn ngài bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính dân mít đến ngài ạ. Xin hỏi quý vị nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Thân chào quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học đoạn sau của bài kinh Giáo Huấn Rập La Đại Kinh. Trọn vẹn cái bài kinh này Đức Thế Tôn đã dạy cho tôn giả Rahula nghe những pháp rất căn bản. Ngày hôm qua thì chúng ta nghe nói đến cái pháp tu theo đất nước lửa gió hư không. Hôm nay thì Đức Phật đã dạy cho Rahula về bảy cái pháp môn tu tập khác. Nói về sự tu tập từ bi hỷ xả, tu tập bất tịnh, tu tập vô thường và tu tập hơi thở. Bà Thanh Tịnh Đạo cũng có nhắc đến cái đoạn kinh này khi mà ngài Phật Thích Ca Xá ngài trình bày về các đề mục tu tập thiền định, sáu cá tánh của hành giả, mỗi một cá tánh như vậy sẽ phù hợp với cái đề mục nào. Nhưng cuối cùng thì ngài Bích Thân Khu Sáng mình nói rằng là tất cả vấn đề đó được nói theo cái thể thức đối trị trực tiếp và hoàn toàn thích hợp cho mỗi cá tính. Nhưng cần hiểu rằng không có sự tu tập thiện pháp nào là không trừ bỏ được tham sân vân vân, hoặc không hỗ trợ được đức tin trí tuệ vân vân. Rồi ngài mới nhắc đến ở trong bài kinh Mê Khía, Đức Phật cần dạy cho tôn giả Mê Khía bốn pháp cần được tu tập thêm. Rồi ở trong cái bài kinh Maha Rahulawada, bài kinh hôm nay đó, Đức Phật đã dạy bảy pháp thêm. Như vậy những đoạn kinh trên cho thấy một người tu tập cũng có thể thích hợp với nhiều đề mục.
Và tất cả những cái đề mục này khi mà chúng ta học hiểu và chúng ta tu tập theo thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều cái lợi. Bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh Đoan chánh phần của bài học, sau đó chúng ta sẽ mời Thỉnh Bình Giảng Sư giảng. Ngày hôm nay là ngày Thượng Tọa Pháp Đăng, nhưng không biết Thượng Tọa Văn có giờ này không thấy mặt ở trong rừng. Thượng Tọa Pháp Đăng có quán đổi với Đại Đức Pháp Tính không? Không biết. Các vị MC chúng ta của Nhật Quỳnh có nghe nói chi không? Cô Nhật Quỳnh có nghe nói chi không? Ồ. Cũng không có nghe. Như vậy bây giờ cô đọc bài đi, rồi chúng tôi sẽ liên lạc với Thượng Tọa Pháp Đăng để xem coi Thượng Tọa có giảng được hay không. Nếu mà trường hợp Thượng Tọa Pháp Đăng không có mặt không biết sư đệ có thể điền khuyết dùng cho hay không. Dạ, xà thú. Bài kinh hôm nay rất là quan trọng. Cái đoạn kinh này nói về bảy pháp môn tu tập. Nếu vậy thì như vậy thì chúng ta khỏi phải điện cho Thượng Tọa Pháp Đăng. Vậy sau khi cô Nhật Quỳnh đọc xong, xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú. Sa thú đành tha đấy, đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn ông Sĩ Quang Việt. Cho Nhật Quỳnh biết được năm được Phật lịch 2563, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 62 Kinh Giáo Huấn Rahula. Tiếp Rahula tiếp theo Maha Rahula Hulo Sutta, câu 754. Ngoài sự quan sát về đặc tánh của vật chất, Đức Phật còn dạy thêm những gì? Ngài dạy một hành giả cần huân tu tứ vô lượng tâm. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái thuộc về sân tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng bi, cái gì thuộc hại tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về hỷ, cái gì thuộc về bất lạc sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả.
Này Rahula, do tu tập, sự tu tập về xả, cái gì thuộc về, cái gì thuộc hận tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập, sự tu tập về bất tịnh. Này Rahula, do tu tập, sự tu tập về bất tịnh, cái gì thuộc tham ái được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập, sự tu tập về vô thường. Này Rahula, do tu tập, sự tu tập về vô thường, cái gì thuộc ngã mạn được trừ diệt. Và cuối cùng là câu trả lời chi tiết đối với câu hỏi của Rahula về cách niệm hơi thở. Này Rahula, hãy tu tập, sự tu tập về niệm hơi thở, vô hơi thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm hơi thở, vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên được quả lớn, được lợi ích lớn. Và này Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên được quả lớn, được lợi ích lớn. Ở đây, này Rahula, vị tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng, và an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác. Vị ấy thở vô, tỉnh giác, vị ấy thở ra, hai thở vô dài, vị ấy biết, tôi thở vô dài. Hai thở ra dài, vị ấy biết, tôi thở ra dài. Hai thở vô ngắn, vị ấy biết, tôi thở vô ngắn. Hai thở ra ngắn, vị ấy biết, tôi thở ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô. Biết tập cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập an tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập cảm giác tâm hành, chích tác sankhara, tôi sẽ thở vô. Vị ấy cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập quán vô thường, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập quán vô thường, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập quán ly tham, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập quán ly tham, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô. Vị tập quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô. Vị ấy tập quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập tu tập niệm hơi thở, vô hơi thở ra như vậy. Này Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Rahula, tu tập niệm hơi thở, vô hơi thở ra như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những hơi thở vô, hơi thở ra tối hậu, chấm dứt, chứng được chánh tri, không phải, không được giác tri. Nam mô Bích Tha Giá và bản chánh văn đến đây đã kết thúc. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá và con kính dâng bích đến sư ạ.
Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Kính thưa Đại Lễ Thượng Tọa Thiền Sư, Đại Lễ Chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi và quý vị hơi nhỏ phải không? Xin hỏi quý vị có nghe rõ không vậy? Dạ, quý vị nghe rõ chưa? Dạ. Dạ, quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Chúng tôi sẽ cố gắng để điều chỉnh coi. Chúng tôi bị chờ chúng tôi một chút chứ. Chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ dùng cái phone thử coi có rõ hơn không. Dạ. Xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không vậy? Dạ vâng. Có lẽ do bằng cái phone nó nghe rõ hơn chứ. Thưa bạch chi tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay thì giờ này thấy Thượng Tọa Pháp Đăng vị giảng sư của chương trình vào trong room để giảng. Do vậy xin được liên khuyết học Thượng Tọa Pháp Đăng có vào thì quý vị Phật tử quan hỷ cho hay để thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng. Trước nhất thì chúng ta nên có một vài cái ý niệm về liên quan đến sự tu tập. Trước nhất là ở đây Đức Phật Ngài hướng dẫn pháp tu tập cho Sariji Rahula năm tới 18 tuổi. Những lời mà Ngài hướng dẫn mang tính thực dụng, trực tiếp. Và đôi khi những lời dạy của Đức Phật bị hiểu lầm. Thí dụ như là có lúc Đức Phật Ngài dạy về cái tính nên nhàm chán đối với tất cả pháp hữu vi, dù là ở trong cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Có lúc thì chúng ta nghe như là Đức Phật Ngài ca ngợi cái việc mà làm phước để hưởng các công đức ở trong thế gian này. Ngài nói được sợ các công đức, hay là Ngài dạy là phước để sanh về các cõi an lạc. Nghe một vị A-sa-lê khi mà Ngài nói về lời dạy của Đức Phật thì Ngài có dùng một cái như vậy, là như là chúng ta vào ở trong một ngôi nhà có nhiều tầng, từ từng trệt, mà mình muốn lên lầu 1, mình muốn lên lầu 2. Thì thưa quý vị, muốn lên lầu 1 thì bỏ từng trệt, muốn lên lầu 2 thì bỏ từng một. Cái việc mà
mình bỏ tầng hay tầng 1 để mình lên tầng 2 đó, là rất là bình thường. Muốn lên tầng 2 thì mình phải bỏ tầng 1 thôi. Ở trong cái chuyện mà chúng ta nói về các pháp đó, ở trong sự tu tập đó, thưa quý vị, một khi hành giả ý thức được giá trị của sự an tịnh ở trong tâm ý mình rồi, thì cái việc mà mình từ bỏ những cái phiền não, từ bỏ những cái pháp ngăn ngại truyền cái, thì nên hiểu là giống như là mình từ bỏ tầng 1 để bước qua tầng 2, tầng 3, mà không có nên từ bỏ bằng mặc cảm hay bằng sự lên án, mà chỉ đơn thuần là vì chúng ta muốn có mặt ở đó. Giống như là ngày Chủ nhật mà quý Phật tử đi chùa, bởi vì quý vị muốn đến chùa lễ Phật nghe pháp thì đến chùa lễ Phật nghe pháp, chứ phải mình đi chùa rồi lúc đó mình lên án là cái ngày Chủ nhật mà mình ở nhà là mình có tội thế này hay mình tội kia. Cái đó không phải là cách. Và một điểm thứ hai về giáo pháp của Đức Phật là chúng ta nên hiểu rất là có những sự thực hành, nó không phải là cái bài học luân lý ở bên ngoài, cái bổn phận đối với cuộc đời, mà cái điều những gì mà mình làm đó còn lợi lạc trực tiếp cho bản thân mình đấy. Thí dụ như mình tu tập tâm về từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì đôi khi thưa quý vị, chúng ta có cái thái độ như vậy, là mình dẫn ai đó, có một người khuyên là mình là Phật tử, mình nên từ bi, thì mình có thể nói quạo lên, mình nói rằng cái người đó đâu có đáng cho mình khởi lòng tâm từ, đâu đáng cái tâm bi đâu. Nhưng mà kỳ thật thưa quý vị, khi mà mình tu tập tâm từ tâm bi đó, và quý vị quan hệ cho một chút, khi mà chúng ta tu tập tâm từ tâm bi thì nói một cái rõ ràng là có một cái lợi lạc rất là quan trọng, là để chúng ta xua tan đi những cái phiền não nội tại trong mình. Ở đây chúng tôi phải nói rất là cẩn trọng, là vì không khéo mình nghĩ rằng cái cách tu nói tâm từ tâm bi là cho tha nhân, nhưng mà nó cũng là cách ích kỷ, là kỷ cho mình. Ở đây nó không phải là vấn đề ích kỷ hay không phải ích kỷ, mà vấn đề là mình tu tập như vậy để mình không có những cái ác niệm, những cái tạp niệm, những cái bất thiện niệm, những cái ý tưởng mà nên ngự trị trong lòng mình. Và khi mà chúng ta đọc những đoạn này, thí dụ như Đức Phật Ngài dạy chúng ta tu tập tâm bi, để chúng ta, nếu bình thường mà mình tu tập tâm bi nhiều á, mình bớt đi cái hại tư duy, tức là cái ý tưởng gây khổ cho người khác. Những điểm này nó có một cái lợi ích rất là trực tiếp, là tại sao chúng ta cần tu tập. Nếu chúng ta không có cái quan niệm sáng sủa về điểm này thì nhiều khi mình cảm thấy giống như là sao mình Đức Phật Ngài dạy nhiều quá, mình tu thứ này tu thứ kia. Nhưng mà thưa quý vị, mỗi lần mà chúng tôi đi xa đó thì chúng tôi luôn luôn có chuẩn bị đồ ở trong vali, cái gì cần phải mang theo, nào là laptop để làm việc, nào là dây điện, nào là bình nước, nào là những cái dụng cụ để làm việc đi dọc đường. Đúng là những hành trang nó làm cho chúng ta nặng, nó cũng có, nhưng một khi mà trên đường mình đi chứ, những thứ đó là cần thiết, và khi nó cần thiết thì nó không phải là một gánh nặng nữa, mà nó là một cái gì đắc dụng, cái gì trợ giúp cho chúng ta được nhiều, và chúng ta khoan hỉ với điều đó. Thí dụ như là ngày hôm qua, trong phần đầu của Đại Kinh Giáo Giới Rahula, thì Đức Phật Ngài dạy tôn giả Rahula về những cái pháp tu quán về tứ đại. Tứ đại ở trong cái thực thể của nó
À, thì bản chất của tứ đại là gì? Thế là bản chất của đất, của nước, của lửa, của gió, tính giả hợp của đất. Và dựa dưới giả hợp chúng ta hiểu về cái thân của mình. Rồi sau đó Ngài lại cho chúng ta nhìn, Ngài dạy nhìn tứ đại ở trong một cái góc cạnh khác. Hạnh tu như đất, hạnh tu như nước, như lửa, như gió. Thay vì mình chống đối với tự nhiên, thay vì mình có một cái phản cảm đối với đất nước lửa gió, thì thêm vào đó chúng ta thấy nó có những cái đặc biệt, có những cái đặc tính của hư không, đặc tính của lửa, của nước, của đất. Và những đặc tính đó cho chúng ta những bài học rất là quý để áp dụng vào đời sống hàng ngày. Tất cả đều là những thứ để nuôi dưỡng cái tâm lành, nuôi dưỡng sự tu tập. Và có một điểm thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở tại đây đó. Trong bài kinh Giáo Giới Rahula này là một điều mà tất cả chúng ta ở gần các vị thiền sư, khi các ngài hướng dẫn tu tập đó, thì chúng ta cũng sẽ nhận ra là để có thể đi vào cuộc tu thì chúng ta cần được trang bị nhiều thứ. Ngày hôm nay chúng ta có một cái thái độ, nhiều khi cái thái độ rất là chúng ta tạm gọi là cục bộ, rất là phiến diện. Mình nói có nhiều người nói mình phải niệm hơi thở và niệm kiểu này mới đúng, tất cả chư pháp là sai. Có nhiều người thậm chí là muốn ngồi thiền, không muốn đi kinh hành, hay là chỉ muốn tu tứ niệm xứ thôi chứ không có muốn tu tập từ bi hỷ xả. Nghe nói đụng từ bi xả nó, cái đó là bên thiền chỉ, cái đó thực sự không có không lợi lạc gì, vân vân. Thưa quý vị, thật ra đó thì nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh này và trò vào trong các thiền viện đó, thì các vị thiền sư đều dạy cho chúng ta những pháp này hết. Nó trở thành những cái hành trang, những cái tư cụ để chúng ta ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Lấy một ví dụ như vậy là có những hành giả vào trong trường thiền mà vị này tu tập một hai ngày rồi bị đổi chỗ ở, hay gặp một người nào đó họ nói lớn, hoặc giả là thiếu thốn về thực phẩm, thì lúc bây giờ bao nhiêu cái phiền não sân khởi, nào là bực bội, nào là sân hận. Đi hành thiền cũng giống như sống trong chùa và cũng giống như đi bất cứ nơi nào. Chúng ta có cái thích và không thích, có cái thuận và cái nghịch. Và trong cái thích và không thích, cái thuận và nghịch đó, thì chúng ta nhớ chúng ta luôn phản ứng và phản ứng bằng cái thói quen. Đối với cái mình thích đó, thì mình chụp lấy, mình níu lấy, mình nắm níu. Mà đối với cái không thích đó, thì phản đối, bất mãn và nhiều khi đâm ra bực bội. Bưng bội đến mức độ cùng cực. Ai giúp chúng ta để thăng bằng về điều đó? Chính bản thân của chúng ta phải vận dụng những cái phương cách của Phật Pháp đã dạy. Và những phương pháp đó, như chúng ta thấy ở tại đây, chúng ta phải đọc rất rõ những dòng chữ này. Tại sao chúng ta cần đọc rõ những dòng chữ này? Là tại vì thứ gì? Đây là lời dạy của Đức Phật, lời dạy của bậc đạo sư dành cho Sa-di Rahula. Chúng tôi muốn nói là một Sa-di 18 tuổi sống gần những bậc thầy rất là lâu năm mà không có những cái chuyện hơn thua, danh lợi, bất cứ chuyện gì. Nhưng mà Đức Phật dễ dạy về: này Rahula, hãy tu tập về lòng từ. Do tu tập về lòng từ, cái gì thuộc về sân tâm sẽ được trừ diệt. Điều này hàm nghĩa thế nào? Sân tâm là sự bất mãn, sự bực bội. Thưa quý vị, có nhiều lần chúng ta đọc ở trong các bài kinh, những bài kinh trước đây và bài kinh sau này đó, thì Đức Phật Ngài cho chúng ta biết cái hình ảnh là trong cuộc sống bình thường chúng ta được mơn trớn, được ru. Mình thích cái gì đó thì mình đi mua,
Mình thích cái gì đó thì mình đi tìm mình ăn. Mình thích cái gì đó, thích ở đâu đó thì mình đi ra ngoài để mình thăm biết. Bởi vì vậy con người mình rất là dễ thương, rất là dễ chịu, nhìn rất là mát mẻ. Nhưng mình rất chưa, ngay cả đối với một vị tỳ kheo tu tập mà khi mà đầy đủ thứ vật dụng thì Như Lai chưa gọi người đó là một vị kheo tu đâu. Khi mà thiếu thốn, khi mà gặp những hoàn cảnh khó khăn mà vị vẫn còn giữ được cái tâm thái an nhiên thì Như Lai mới gọi người đó là vị tu tập. Và đây là một lời dạy của Đức Phật dựa trên một cái thực tế. Và thực tế rất đương nhiên là chúng ta dễ sống bằng tâm sân. Nếu mình để ý thì sống hàng ngày có những giai đoạn hay bực bội, bực bội cái này, bực bội cái kia. Và nhiều khi mình hỏi rằng cái tâm từ mình đối mua loài chúng sanh nó được cái gì? Nó được một điều cụ thể là người nào càng sung mãn về tâm từ thì ít có tâm sân. Và nếu chúng ta càng bất mãn, càng lỗ mãn, càng bực bội, càng khó chịu thì ở trong đó nó biểu lộ là chúng ta thiếu tâm từ. Không có một trường hợp nào mà một người luôn luôn bực bội, khó chịu với cái chuyện trong đời sống hàng ngày mà người đó có tâm từ. Hai cái đó nó kỵ với nhau, thưa quý vị, như nước và lửa vậy. Do vậy nếu chúng ta thường tu tập tâm từ, chúng ta sẽ có thái độ khoan hòa hơn, thái độ thích nghi hơn, thái độ dễ chịu hơn. Và thường ở trong kinh dùng thái độ gọi là mát mẻ hay là thanh lương, một cái trạng thái mà nó làm cho chúng ta rất là dễ chịu. Tại vì sao vậy? Tâm từ là sự thân thiện, thân thiện một cách vô điều kiện. Mình gặp bất cứ ai, dù lớn hay nhỏ, dù quen hay lạ, dù chúng sanh gì nữa, mình có thái độ thân thiện. Sự thân thiện đó nó làm cho cái cõi lòng mình được mát mẻ. Cái đó là cái phần thưởng rất là thực tế là Đức Phật dạy ở đây, này ra khuôn la. Khi mà tâm từ được khéo tu tập thì cái gì thuộc về sân tâm sẽ trừ diệt. Này ra khuôn la, hãy tu tập về tâm bi mẫn. Do tu tập về bi mẫn thì hải tâm sẽ được trừ diệt. Hải tâm là gì? Hải tâm là cái tâm muốn làm khổ, muốn làm hại chúng sanh khác. Như là mình cũng thời nói, nhưng mà mình nói sao cho người ta đau, mình nói sao cho người ta khó chịu á, thì cái đó là một thứ hại tâm. Mà còn dữ dội hơn nữa đó là mình muốn người ta phải bị khổ, người ta bị chết đi mình mới vừa lòng khá giả, cái đó gọi là hại tâm. Thì cái hại tâm nó đi xa hơn xâm sân tâm. Sân tâm chỉ sự bực bội thôi, nhưng mà hại tâm á, nó có thể là một ý muốn gây tổn thương, hay là vui vẻ, khoan hỷ, mong muốn với sự tổn thương của người khác. Một người mà có bi tâm là không bao giờ cố tình nói một lời hay làm một điều gì đó mà trong điều đó có cái ý nghĩ rằng phải làm cho cái người nghe đó phải đau như cắt ruột. Để làm gì? Chúng ta muốn vậy. Mình không thích người nào, mình phải nói sao cho người đó đau mới hả dạ. Cầm cái viết lên hình chữ mà mình tin rằng người đó đọc á, nghe nó giống như là có ai sát muối và vết thương thì mới được. Thì cái đó là hại tâm. Chúng ta thiếu cái tâm bi. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Không biết là quý vị còn nghe được không vậy? Xin hỏi quý Phật tử có còn nghe được không? Và trong cái pháp tiếp theo Đức Phật dạy rằng hãy tu tập về hỷ, tức là cái sự tùy hỷ, hòa vui, lấy hạnh phúc của chúng sanh khác làm hạnh phúc của mình. Thì thưa quý vị, người tu tập về hỷ thì cái gì thuộc về bất lạc sẽ được trừ diệt. Bất lạc ở đây đó nó là một trạng thái tế vị khác của cuộc sống. Con người chúng ta thường sống không có cảm kích. Chúng ta
ta sống thường không có gắn liền với hiện tại. Ví dụ mình ăn á, cũng chẳng biết rất là ngon, mà cha mẹ yêu thương mình cũng không có cảm kích, mà người chung quanh họ tử tế với mình cũng không có nhận ra được tấm lòng của người khác. Đó là cái gọi là bất lạc. Khi mà chúng ta có sự bất lạc như vậy đó, là do tâm của chúng ta thiếu tùy hỷ. Thí dụ như một người mà có tâm tùy hỷ đó, bước vào ở trong một cái rừng thiền, thấy ngài thiền sư chịu khó ngồi để mà hướng dẫn thì mình cũng tùy hỷ. Ngài thật sự từ bi quá, đáng lẽ già rồi mà ngài còn cố gắng ngài ngồi, ngài hướng dẫn từng người. Mình bước vào trong một cái thiền thất, thay vì bất mãn tại sao thiếu điện, thiếu nước, tại sao thiếu này thiếu kia, thì mình quan hệ tới rằng ai đó đã phát tâm để cúng dường cái này, để cho những người đến tu tập thật là quan hệ quá. Thưa quý vị, nếu chúng ta biết tùy hỷ, biết cảm kích, thì có trăm thứ chúng ta sẽ cảm kích được, tùy hỷ được. Mà nếu chúng ta là một người gọi là sống với cái tâm bất lạc á, là không có cái gì mà không có gì mà mình dễ. Có những người rất là khó tính, thưa quý vị, có những người rất là khó tính, bước vào trong một ngôi chùa, lên chánh điện ngồi, biết đầu tiên là chỉ trích, sao cái này về cái kia tỏ, nhưng mà không bao giờ họ cảm kích cái gì mà người ta làm cho mình. Đôi khi người ta chưng một bình hoa đẹp cho mình thưởng thức, hay là làm trang nghiêm bằng Phật, hoặc giả là một người nào giữ sạch chánh điện cũng là điều để chúng ta cảm kích. Cái lỗ của chúng ta bây giờ đó, nó hay rơi vào tình trạng bất lạc, và ở chỗ này con người luôn luôn phê phán và giống gì cũng phê phán hết. Dạ, mình đi đâu cũng nói cái này không tốt, cái kia không tốt, là không tốt. Lâu ngày chúng ta sống với trong tình trạng là bất lạc, khó cảm kích được. Do vậy tu tập tâm hỷ đó, để làm gì? Để chúng ta cho mình một cái trạng thái sống tiếp xúc với thực tế bằng một thái độ cảm kích nhiều hơn là sự bất mãn. Bởi Đức Phật kể dạy rằng này Rahula, do tu tập về xã thì cái gì về hận tâm sẽ được trừ diệt. Cái hận tâm ở đây thì thưa quý vị, đó là một cái trạng thái, cái tâm mà bất mãn cao độ đến nỗi mà gọi là ghim vào trong lòng. Tâm xả ở đây dựa trên một cái nguyên tắc là mình chấp nhận được thực tế. Ví dụ Đức Phật dạy mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, có nhân quả riêng, không ai giống ai. Cái chữ hận tâm ở đây đôi khi chúng ta có thể diễn tả trong cái ngôn ngữ hàng ngày chúng ta, ghét cay ghét đắng. Ví dụ cái người đó họ làm cái gì mình không thích, mình ghét họ. Nhưng mà thưa quý vị, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng mà. Chúng tôi có nhiều khi thấy có những người họ nói về một ca sĩ nào đó, họ chê ca sĩ đó là xấu, tại sao người khác nói đẹp chứ không thấy xấu. Họ chê ca sĩ đó nghe cái giọng giọng hát đâu có hay mà người khác rất là hay. Hay là một người nào đó mà thậm chí một nhà sư thuyết pháp mà họ nghe không có đúng như cái ý thức của họ, họ cũng ghét nữa. Thì như vậy cái đó gọi là hận tâm. Để làm gì? Để mình khó chịu thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì xin quý vị, không có thời đại nào mà giống như thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có thể ghét một người nào đó ở Hollywood tại vì họ đóng phim nó không thích, không ý gì chúng ta muốn. Ghét một nhân vật chính trị nào đó bởi vì ông có nói đi những điều mà đi ngược lại cái sự suy nghĩ của chúng ta. Và cái ghét đó, nó trở thành một thứ hận tâm. Mà chúng ta nói là ngày xưa cụ Bị Nhu nói về nàng Kiều có câu gọi là khéo dư nước mắt khóc người thời xưa. Tức là mình rảnh quá mình đi ghét, mình khóc người trước giống như nàng Kiều khóc đậm thế. Còn trường hợp thì ngược lại là mình rảnh quá mình đi ghét người này, giận hận người kia để làm gì? Tại vì lý do là
thói quen thôi. Thầy mình nên tu tập tâm xã. Tâm xã là mình hiểu rằng à, chúng sanh không ai giống ai, người thì kiểu này, người kiểu kia, người thì do nghiệp này sanh ra như vậy, người kiểu kia sanh như vậy. Những lần nào mà chúng ta đi vào ở những nơi mà họ có những cái hồ cá gọi là aquarium, ở trong đó thì những hồ cá này mình nhìn thấy nhiều con cá có thiên hình vạn trạng, có con thì màu đen, có con thì có nhiều màu sắc, có con thì lớn, con thì nhỏ, con thì có vảy, con da trơn. Ví dụ ngồi đứng tưởng tượng là mình cứ ca ngợi những con cá có màu, mình ghét những con cá không có màu, mình thích những con cá da trơn, không thích những con cá có vảy, hay ngược lại, thì tất cả cái thích và không thích đó nó đều vô lối hết. Tại vì sao vậy? Tại vì mỗi con cá nó có nghiệp riêng, nó có nhân quả riêng, nó sanh loài cá riêng. Bởi vì nó có nghiệp riêng, thành ra nó có cái tướng, cái ngoại hình riêng, nó có cái tính riêng. Và chúng ta không thể nào mà nói là mình ghét con cá đuối tại vì nó dẹp quá, ghét con cá mập tại vì răng nó bén quá, mình ghét con lươn thì giống con rắn quá. Chúng ta dùng cái gì cũng ghét hết. Vì vậy một cái người mà tu tập tâm xã đó là người đó có cái khả năng hiểu như lời Phật dạy là à, mỗi chúng sanh có cái nhân quả riêng, do có cái nghiệp riêng, là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, là chỗ tựa nương. Do vậy chúng ta nhẹ nhàng về chuyện đó. Đó là một điểm hết sức là lợi lạc cho cái tâm thái của một người tu tập. Rồi Đức Phật dạy là này Rahula, hãy tu tập về bất tịnh. Khi tu tập về bất tịnh thì cái gì thuộc về tham ái được trừ diệt. Bất tịnh là chúng ta có thể thấy được ở trong cái hình hài thân thể chúng ta, tóc lông móng răng da thịt xương, nó đều có cái bản chất của nó hết. Nếu mà chúng ta không có những thứ đó thì chúng ta không phải là một gọi là có người A và B. Cái mà mình gọi là đẹp, cái mà gọi là dính mắt, thật ra nó chỉ là một cái ảo giác ở bên ngoài. Nhưng mà nếu khi mình nhìn vào cái thực tại, dạ, nhìn vào thực tại thì chúng ta sẽ thấy rằng nó là một cái sự kết cấu của nhiều bộ phận khác nhau. Tương tự như là con người mình bình thường nhìn chiếc xe chỉ nhìn có cái màu của chiếc xe, nhìn cái thiết kế bề ngoài của chiếc xe. Nhưng mà khi mình đi sâu vào trong đó thì thưa quý vị, ở trong chiếc xe là nó có bao nhiêu những cái cơ phận ráp lại mà bây giờ là linh kiện. Và đôi khi chiếc xe nhìn thấy nó đẹp như vậy, nhưng mà rồi đất rồi bụi nó bám ở dưới, tại vì nó chạy thì nó phải có xăng, có vết, nó phải có bụi bặm. Dạ, nó phải là một cái vật thể mà hoàn hảo. Thì khi mà chúng ta nhìn được nhiều cái góc cạnh khác của bản thân mình thì đầu tiên mình thấy rằng à, nó là một cái sự kết cấu. Kết cấu là có nhiều cái thành tố, có nhiều điều kiện, và những thành tố đó nó mang cái tính bất tịnh, như là tóc lông móng răng da, những thứ mà mình không có chăm sóc kỹ, không chăm sóc tốt thì đúng là bất tịnh. Và cái bất tịnh đó phải ở người khác không ở bản thân của mình. Và nếu mình thường quán tưởng thì tham ái được trừ diệt. Và Đức Phật cũng dạy rằng hãy tu tập về vô thường, tu tập về vô thường ngã mạn sẽ được trừ diệt. Vô thường là mình thì lúc vậy lúc khác. Mình thí dụ như mình tự hào rất hãnh diện là mình là người đẹp, nhưng mình quên rằng có lúc mình sẽ xấu đi. Chúng ta đã từng gặp những người mà 10 năm trước họ rất là xuân sắc, rất là đẹp, bây giờ tóc bạc già đi. Rồi con người mình có lúc hay, có lúc mình làm những việc mà mình phải phục chính mình đó, chứ mà rồi cũng như là mình làm gì rất là dở, chứ phải lúc nào mình không giỏi hết. Hay là mình thấy một người nào đó, một ca sĩ nào nổi tiếng, rất là nổi tiếng, thì mình biết rằng
À, vẫn có những giai đoạn trong cuộc đời phải trưng chuyên, rồi nổi tiếng, rồi sau nổi tiếng thời gian rồi họ lại không còn nổi tiếng nữa. À, cái giới mộ điệu là hâm mộ qua những người khác, đó là sự vô thường. Khi mà mình nhìn thấy tất cả đều vô thường thì nó giống như là mình đi trên một đoạn đường có chỗ cao chỗ thấp, có khi từ chỗ thấp lên cao, cao xuống thấp, và mình không bao giờ có ồ con đường đó là đi lên hoài, con đường đi xuống hoài, là tất cả cuộc sống là vô thường. Nhận ra được sự vô thường như vậy đó, thì cái lợi của chúng ta là chúng ta không có quá tự hào về chính mình. Tại mình tự hào về cái tài năng, tự hào về sắc đẹp, tự hào về sự trẻ trung, tự hào về cái gì đó của mình đó, thì nó chỉ là một điểm nào đó trong cuộc sống. Nhưng mà những cái thời điểm khác thì thật ra nó phải luôn luôn như vậy. Đó là điều mà giúp cho chúng ta rất là nhiều để diệt trừ cái sự kiêu mạn, sự kiêu mạn của chính bản thân mình. Thì chúng ta thấy rằng dù là niệm về tâm từ, tâm bi, dù là nuôi dưỡng lòng từ mẫn, bi mẫn, tâm tùy hỷ hay là tâm hành xả, an nhiên, hoặc giả là niệm về bất tịnh, niệm về vô thường, thưa quý vị, tất cả những điều đó, đó nó đều là những cái rất là tốt để chúng ta tự mình có thể trị những cái căn bệnh phiền não rất là căn bản của đời sống tu tập. Chúng ta nhớ rằng Sayyidina là người có rất nhiều tốt duyên ở gần bậc thầy là Tôn Giả Xá Lợi Phất, ở gần Đức Phật. Thế mà từ nhỏ lớn rất là ham học, rất là hiếu học, mà rồi những lúc cái phiền não nó cũng khởi lên, và đây là cái to thuốc mà Đức Phật ngày kê ra, ngày giúp cho Rahula tự điều trị lấy chính mình. Bây giờ thì thưa quý vị, Đức Phật đã dạy về quán tứ đại. Quán tứ đại theo hai hình thức. Ngài đã dạy về pháp tu tập từ bi hỷ xả, quán bất tịnh, quán vô thường. Và Đức Phật trở lại với một câu hỏi. Câu hỏi về Sayyidina Rahula đã hỏi Ngài. Lý do Sayyidina Rahula hỏi Ngài đó, bởi vì như chúng ta nghe ngày hôm qua, khi mà Sayyidina Rahula đi vào trong làng khất thực, đi vào thành Xá Vệ khất thực với Đức Thế Tôn, thì khởi lên cái tâm tự hào về cái ngoại hình của mình. Và Đức Thế Tôn Ngài đã quay lại, Ngài đã huấn thị Sayyidina Rahula rằng hãy quán tưởng sắc là không phải là ta, không phải ta, của ta, không phải tự ngã của ta. Rồi sau đó thì Ngài đã dạy Rahula tu về quán về tứ đại. Nhưng mà khi Rahula được Đức Thế Tôn giảng giải đó, thì Rahula khởi sinh cái ý nghĩ rằng thật là một cái đại duyên, đại hạnh, người như mình mà được Thế Tôn giảng giải. Và thật sự Đức Thế Tôn giảng trên đường đi khất thực là một trường hợp rất là đặc biệt, thưa quý vị. Và Sayyidina Rahula thật sự cảm kích điều đó, rất cảm kích. Không phải là cảm kích như cái cảm kích thường tình của mình là cha mình dạy cho mình rồi mình cảm thấy thương cha, không phải như vậy. Nhưng cảm kích Đức Phật là bậc đạo sư, Ngài đã dành cái thời giờ rất là quý báu khi mà Ngài chỉ điểm cho sự tu tập, Ngài chỉ dẫn cái sự tu tập, và Rahula đã xin phép không đi khất thực nữa, trở về tìm một nơi thanh vắng để ngồi, để thiền tọa, quán về sắc quẩn, quán về tứ đại. Và lúc bây giờ nó là một cái thói quen thông thường của Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Sariputta. Khi mà Ngài thấy một người tu tập, hay là Ngài thấy Sariputta đang cố tu tập, thì Ngài lại đưa ra một cái đề nghị là con hãy tu tập cái pháp niệm hơi thở.
Dạ, niệm hơi thở ở đây tức là niệm hơi thở ra vào, nhập tức xuất niệm, nhập tức xuất tức niệm là hơi thở ra, hơi thở vào. Ở trong đây sự phân biệt mà chúng ta thường nói là niệm hơi thở, về niệm hơi thở ra vào. Thật ra cái pháp niệm hơi thở mà của một số người niệm gọi là niệm hơi thở bình thường, chúng ta gọi là hơi thở đó, thì họ xem ra vào là một nhịp. Thật ra họ không nói niệm hơi thở ra, hơi thở vào, nhập tức, xuất tức niệm. Mà cái pháp niệm có đôi khi vừa đếm hơi thở chẳng hạn, hay là có đôi khi họ niệm Phật mình đi với hơi thở, thì cái đó không phải là niệm hơi thở ra vào, hơi thở ra, hơi thở vào. Tại vì họ chỉ niệm một nhịp của hơi thở, mỗi hơi thở là một. Nhưng mà pháp niệm hơi thở gọi là Anapanasati. Anapanasati gọi là thở ra, thở vào, hay là nhập tức, xuất tức niệm. Thường có cái chữ Anapanasati mà ngày xưa người Trung Hoa họ do cái ý nghĩa đặc biệt này nên họ không có gì, họ âm gọi là An Bang Thủ Ý. Dạ, An Bang Thủ Ý tức là niệm hơi vào. Thì khi cái niệm hơi thở ra vào nó đặc biệt là cái niệm chứng của thứ, nghĩa là hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở dài biết hơi thở dài, hơi thở ngắn biết hơi thở ngắn. Thì pháp niệm hơi thở này là một cái pháp niệm mà tương đối là tế gì nhưng mà lại làm căn bản cho tất cả hành giả tu tập. Như biết là thường thường người không có cái căn bản về chánh niệm hơi thở thì họ hay có một cái trạng thái gọi suy nghĩ, suy nghĩ lung tung, phải giống như chúng ta nãy giờ đọc bài kinh này phần lớn là chúng ta suy nghĩ thôi. Dạ, suy nghĩ chứ chúng ta không có, chúng ta thiếu cái chất mà chúng ta gọi là tập trung định tâm. Quý vị tập trung để mà nghe chúng tôi nói chuyện đó, thì trong sự tập trung đó cái tâm nó đi hết từ điểm này qua điểm kia, nó là một sự tập trung có tính cách là của suy nghĩ, của nhận biết. Còn cái sự tập trung mà ở đây chúng ta nói gọi là samatha hay là chỉ thức, đó là hướng tâm vào một cái đối tượng, mà đối tượng nó đơn giản. Thì hơi thở là một đối tượng rất đơn giản. Hơi thở có hai nhịp điệu ra vào, nó tạo nên sự tương phản, vào khác mà ra khác. Và khi hành giả dùng hơi thở đó, thì hành giả đưa tâm của mình trở về với một cái đối tượng rất là đơn giản. Con người chúng ta, thưa quý vị, do cái tâm chúng ta quen trong cõi dục giới nên chỉ chúng ta hay bay nhảy và thích cái gì nó có nhiều màu sắc, có nhiều hình dạng. Đó là cái tự nhiên của cõi dục giới. Một người mà nói chuyện hấp dẫn á, thì người đó phải lấy danh ngôn điển tích, trích cái này trích cái kia nghe thì rõ của mình mới thích được. Còn cái vị họ nói một cái đề tài rất là tốt nhưng mà họ nói không có nhiều cái sự trích dẫn đó thì đôi khi mình nghe mình buồn ngủ. Điều đó có nghĩa là thế nào? Nghĩa là mình nên hiểu rằng cái bản chất tâm của mình là lăng xăng. Bản chất của tâm mình là đa sự. Ở trong cái lăng xăng đa sự đó, từ cách nói, từ cách nghe, từ cách cảm nhận cuộc sống thì nó cũng lăng xăng, cũng đa sự như vậy. Bây giờ, để cái tâm của mình được thuần, để cái tâm của mình được tập trung và có cái chất của định, chất của định, định là sự tập trung á, thì chúng ta cần đổi cái đối tượng. Thay vì chỉ bận lòng đến những cái đối tượng mà chúng ta gọi là thích thú hay là hấp dẫn, thì bây giờ chúng ta đi vào trong một cái đối tượng tương đối là đơn giản, an định. Và ban đầu á thì mình có cái cảm giác rất là buồn chán. Và cái cảm giác buồn chán này là gì?
cảm giác buồn chán này đó là mình nó đơn điệu quá, nó trẻ nhạt quá, chỉ có hơi thở ra hơi thở vô thôi. Nhưng mà chính vì cái mà nó ít có phức tạp, ít có đa sự, nó tạo cho chúng ta một cái khả năng tập trung định lực. Và đây là một cái kinh nghiệm mà tất cả hành giả đang học tu tập đều cần phải trải qua. Khi mà chúng ta mới bắt đầu nghe đến niệm hơi thở, gọi là chú tâm vào hơi thở, nghe đơn giản nhưng mà nó không đơn giản chút nào hết. Dạ, không đơn giản vì nó đi ngược lại thói quen của chúng ta. Thói quen của chúng ta là cái tâm mình giống như con khỉ vậy đó, nó buông cái cành này chụp cành kia. Quý vị thấy hàng ngày chúng ta hay lăng xăng, không có chuyện gì cũng lăng xăng, muốn làm cái này muốn làm cái kia, muốn gọi điện thoại, muốn rảnh thì muốn xem trong điện thoại, muốn browse internet, muốn làm này muốn làm khác. Bây giờ bỗng nhiên mà chúng ta ngồi lặng lặng nhìn vào hơi thở thì mình cảm thấy có cái cảm giác gì rất là buồn chán. Thì trong cái trạng thái mà niệm vào hơi thở này, đầu tiên là mình phải bắt đầu bằng cái cách gọi là giản dị nhất, đơn giản nhất, là chú ý đến hơi thở ra và hơi thở vào. Thở vô để biết thở vô, thở ra để biết thở ra. Thời gian đầu thì chúng ta cần bén nhạy với thở vô và thở ra, cho đến khi mà mình thật sự mình làm quen, mình vừa hướng tâm vào hơi thở là mình biết là mình đang thở vô, đang thở ra. Cái đó là một điểm rất là quan trọng. Và khi mà mình niệm hơi thở và có khả năng bắt nhịp với hơi thở ra vô một thời gian quen rồi đó, thì chúng ta lại đi qua một cái kỹ năng khác, đó là biết được hơi thở dài, thở vô dài hay ngắn, thở ra dài hay ngắn. Không phải cái nhịp độ, nhịp điệu của hơi thở vô luôn luôn bằng với hơi thở ra. Có những người đó, thở vô thì rất ngắn, tương đối ngắn so với thở ra. Có những người thở vô dài so với thở ra. Nó tùy vào sức khỏe, nó tùy vào thói quen, nó tùy vào nhiều điều kiện, và nó tùy vào cái phiền não của mình. Và khi mình ham muốn mình thở khác, khi mà mình bực bội mình thở khác, khi mình bình thản mình thở khác. Nhưng mà hành giả đã quen thuộc rồi thì vị đó sẽ từ từ biết phân biệt là hơi thở dài và ngắn. Quý vị nhớ rằng không phải mình mới vào hầu niệm là mình có thể biết được hơi thở dài và ngắn liền, mà nó phải mất ít thời gian. Ban đầu thì mình chỉ biết được hơi thở vô, hơi thở ra, rồi sau này sau hơi thở vô, thở ra thì nó biết là dài hay ngắn. Và khi mà đã tương đối đã quen, đã thuần thục, có thể đủ sức để bén nhạy là cái thời lượng của hơi thở là ngắn hay dài rồi, thì vị đó sẽ đi qua một cái công đoạn kế tiếp gọi là an tịnh thân hành. Sẽ thở vô an tịnh thân hành, sẽ thở ra. Cái gì an tịnh thân hành ở đây á, thì được hiểu cái đại khái thân hành thường được hiểu là hơi thở, nhưng mà an tịnh thân hành được hiểu là vị đó có thể thở một cách tự nhiên, thở một cách không có chật vật, không có ý muốn cả. Hơi thở như thế nào thì mình biết nó như vậy. Nó giống như trường hợp là có ai tới nhờ quý vị giữ như một đứa trẻ, giống như giữ người cháu chẳng hạn. Thì ban đầu thì khi nó mới đến đó, mình muốn nó ngồi chỗ này, muốn làm này, muốn làm cái kia. Nhưng một khi mà mình đã quen với nó rồi đó, thì dần dà mình có cái tư thế là để cho nó được tự nhiên, mình chỉ quan sát nó thôi, chỉ nhìn thôi. Thì lúc đó đó, nó thoải mái mà mình cũng thoải mái. Dạ, cái chữ an tịnh thân hành ở đây đó, nó là một cái trạng thái rất là khó diễn tả. Nhưng thời gian đầu á, khi mà chúng ta theo dõi hơi thở vào ra đó, thì chúng ta thường can thiệp vào rất là nhiều, và nó có một chút vấn đề là hơi thở chúng ta thường không có tự nhiên lắm.
Nhưng một khi chúng ta đã đủ cái sự quen thuộc đối với hơi thở ra vào và đủ sự bén nhạy với hơi thở dài ngắn, thì nó sẽ đưa chúng ta đến một trạng thái là chúng ta sẽ thở một cách tự nhiên, một cách thoải mái. Và ở đây dùng cái chữ gọi là an tịnh thân hành. Thưa quý vị, sau khi mà chúng ta thở một cách tự nhiên một thời gian thì chúng ta sẽ bước qua một trạng thái gọi là ở đây chúng ta sẽ hỷ thọ, cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô, cảm hỷ thọ tôi sẽ ra. Cái hỷ thọ là một trạng thái hân hoan. Lúc bây giờ thì thưa quý vị, trạng thái này á, nó giống như trường hợp là cái người mà thời gian đầu họ ngồi họ niệm hơi thở thì họ phải có tự phấn đấu, thời gian đầu họ phải tự ép mình. Nhưng mà khi mà đạt đến trạng cảm giác hỷ thọ rồi đó, là họ làm bằng cái tâm hân hoan, làm bằng tâm ưa thích, chứ không phải là thở vì sự bắt buộc. Dạ, không phải thở vì sự bắt buộc nữa. Ở đây là một vị đã nhận ra được rằng có thời giờ thì mình muốn ngồi thiền, chứ không phải là ai bắt mình ngồi thiền. Và khi mình ngồi thiền, mình có điều kiện mình ngồi lâu thì tốt, chứ không phải là mình ngồi thiền mà mình cứ mong cho mau hết giờ. Thì lúc đó mình cảm giác gọi là cảm giác hỷ thọ. Và sau cái cảm giác mà thoải mái khi mình niệm hơi thở đó, thì mình sẽ bước qua cái công đoạn mới gọi là cảm giác tâm hành. Tôi thở vô, cảm giác tâm an tịnh tâm hành, tôi thở vô, an tịnh tâm hành, tôi thở ra. Cái chi tâm hành ở đây á, được hiểu là tâm tứ. Tâm tứ là sự hướng tâm, sự suy nghĩ. Con người chúng ta nói theo thiền học á, thì sự an tịnh của thân đó là lúc đó chúng ta có thể thở một cách nhẹ nhàng, giống như mình tắc mạch, cái con tim, cái tim mình vậy đó, tim mà nhảy đi, cái nhịp tim mà đều quá tức là tốt, nhịp tim mạnh quá hay là chậm quá nó có vấn đề. Thì cái an tịnh thân hành đó là hơi thở một cách tương đối là nhẹ nhàng, chúng ta không có chật vật có hơi thở, không điều khiển hơi thở. An tịnh thân hành là hơi thở tự nhiên. Nhưng mà an tịnh tâm hành á, có nghĩa là cái tâm của chúng ta không có suy nghĩ nhiều, không có phóng tâm nhiều, và tâm của chúng ta bây giờ cảm thấy thoải mái, bắt nhịp với hơi thở. Nói thật với anh là On the same page, tức là bây giờ đó giống như là mình tạm cái ví dụ là thân và tâm giống như chiếc xe song mã, là có hai con ngựa mà không con nào chạy trước, không con nào chạy sau, để đi song song với nhau. Hay hoặc giả là mình lấy ví dụ là mình đi xe với một người mà mình với người đó cảm thấy ăn ý với nhau, nói chuyện hợp với nhau đó, thì mình không có cái ý tưởng là tìm việc khác làm hay là ngủ nữa, mà mình sẽ nói chuyện người đó cách thoải mái, gọi là bắt nhịp với nhau được. Thì khi mà gọi là an tịnh tâm hành đó, thì lúc đó cái tâm mình nó không đi tìm, nó không suy nghĩ chuyện này, không suy nghĩ chuyện kia, mà nó rất là gắn bó, rất là hòa nhịp với hơi thở. Dạ, trong sự gắn bó hòa nhịp với hơi thở đó, cái tâm của mình đó, nó không có ngồi này muốn làm cái này, muốn làm cái kia, trông cho mau hết giờ vân vân. Tại vì sao? Tại bây giờ thực sự nó thoải mái với hơi thở rồi. Dạ. Cũng như có nhiều Phật tử chưa quen đi chùa, khi mình lên chùa thì cứ ngồi nghĩ là phải làm chuyện này chuyện kia, đôi khi cũng muốn ngồi trái điện tụng kinh, nhưng mà một khi đã thích tụng kinh, thích nghe pháp rồi đó, thì cảm thấy dễ chịu để ngồi tụng kinh nghe pháp. Và khi tụng kinh nghe pháp thì trở nên bình thường. Hay là quý vị chưa có quen với Phật pháp thì nghe, có nhiều khi mình nghe mình không cảm thấy nó
nó bắt gì với những gì được nói, nhưng mà quý vị podcast mỗi ngày rồi chưa đang nói chuyện thì chưa đang nói tới đâu, quý vị nghe tới nghe một cách thoải mái mà không nghĩ chuyện này chuyện kia nữa, cái đó chúng ta gọi là an tịnh tâm hạnh. Thưa quý vị, ở trong cái công đoạn tiếp theo, giờ mấy cái chữ này dịch thì ở trong tiếng Phạn nó có vấn đề. Động từ nào á thì nó cũng phải chia theo cái chủ ngữ hết, ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Thật ra khi mình dịch hay dịch là tôi cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô, cảm giác về hân hoan tôi sẽ thở ra. Chỉ tôi này không nhất thiết là phải để tại đây, thưa quý vị. Cái chữ cảm giác về tâm đó, là vì này có cái khả năng đủ cái sự tinh tế để biết những cái chập tư tưởng gì sanh khởi ở trong tâm của mình. Ví dụ như là đang hành thiền, đang ngồi niệm hơi thở, bởi vì nó thấy tâm mình đang tâm mình lo lắng, cảm thấy tâm mình nhiều cái việc quan hỷ, chờ chương trình một chút nhé. Cảm thấy mình đang cảm thấy đang giải quyết qua khi chơi chút một chút xíu. Hàng giả đang ngồi niệm đang ngồi niệm hơi thở, bỗng nhiên là có một cái ý tưởng là mình muốn làm việc gì đó, mình thấy mình buồn chán hay phóng tâm đó, thì vị đó sớm nhận ra ý tưởng đó, và vị này hiểu được là cái tâm của mình đó, nó không muốn ngồi thiền nữa, tâm của mình bây giờ nó lại qua những việc khác, cái đó mình phải cảm nhận. Cái sự cảm nhận đó nó rất là quan trọng. Trong kinh đó, nó nói đến một cái trạng thái gọi là nekhamat barami, mà nhiều vị dịch là sukya ba la mật, nhưng mà chữ nekhamat đó, đối với các vị thiền là thí dụ như chúng ta đang ngồi thiền mà chúng ta nghĩ đến chuyện ra ngoài sân để quét chùa hay là để làm cái gì đó, nhưng một khi mà mình có được cái nét tham mát thì lúc bây giờ mình có một cái nhìn rất là rõ ràng là cái chuyện quét chùa nó đâu quan trọng bằng niệm hơi thở, hay cái chuyện mình đi cất món đồ nào đó nó không quan trọng bằng hơi thở. Nó cũng tương tự như là mình có cái sự lựa chọn. Cái sự lựa chọn dứt khoát là mình không có chạy theo những cái ý tưởng đó, mà mình phải mà mình nên tiếp tục ngồi lại để niệm hơi thở. Cái đó là một cái trạng thái rất thầm mắt, rất rất là quan trọng. Khi một hành giả khi mà vào niệm hơi thở là có thể lựa chọn dứt khoát, là những cái việc khác nó không có quan trọng, mà người ta phải hiểu cái tâm thái của mình. Và khi cái
cái tâm của mình nó còn có cái ý tưởng muốn, muốn đi làm cái này, muốn tìm cái kia, thì mình phải là thành giả, phải là người nhận ra được cái điều đó. Rồi với tâm hân hoan thở vô, với tâm hân hoan thở ra, sự hân hoan này một lần nữa, khi mà chúng ta sẽ nhận được cái gì đó mà nó rõ ràng, thì chúng ta có một trạng thái dứt khoát, nhẹ nhàng trở lại với hơi thở. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là, nhiều khi có nhiều người họ thích chơi iPad chẳng hạn, thích chơi game chơi iPad, cho dù họ làm việc rất là cực, rất bận rộn, nhưng mà họ tranh thủ thì giờ họ trở và họ nhập vào cái trạng thái là chơi game hay là trạng thái iPad. Cái ví dụ thì nó hơi quá đáng, nhưng mà đại để là với một người mà hành giả mà có cái tâm hân hoan được với hơi thở của mình, thì cái chuyện mà niệm hơi thở đó, nó lại là một cái chất xúc tác cho sự an lạc, chứ không còn là một điều cứng rồi, một điều miễn cưỡng nữa. Thì việc này chúng ta cần phải biết. Với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô, với tâm định tĩnh sẽ thở ra, với tâm giải thoát thở vô, với tâm giải thoát thở ra. Tâm định tĩnh ở đây tức là một cái trạng thái tâm lắng động, dạ, lắng động. Trường hợp như mình thí dụ như là một cái ly nước trái cây hay mà ly nước trà, với rót vô thì mấy cái lẫn cận đó nó bị khuấy trộn lên. Nhưng mà ở trong cái sự yên ắng, ở trong một sự tĩnh lặng á, dạ, thì mọi thứ nó có được cái trạng thái lắng động. Lúc bây giờ đó, thì chúng ta mới nhận ra được rằng thường thường mình không có bén nhạy với hơi thở là do chúng ta thiếu cái sự tĩnh lặng đó. Một khi chúng ta có sự tĩnh lặng đó, thì chúng ta có một cái bén nhạy rất là đặc biệt với hơi thở. Về điểm này chúng tôi lấy cái ví dụ là, nếu mà quý vị nào thỉnh thoảng có thì giờ ngồi yên lại, ngồi cái yên lặng, để ý một chút, thì xung quanh chúng ta có rất nhiều cái tiếng động, cái tiếng của cột, tiếng hót, tiếng kia. Nhưng mà khi tâm của chúng ta mà lo việc này, đi tới đi lui này đó, chúng ta không có để ý những cái âm thanh. Ở đây chúng ta nói cái sự định tĩnh đó là một sự lắng động. Cái sự lắng động đó nó còn có một khía cạnh khác, đó là cái sự không bị chi phối, dạ, không bị chi phối bởi bởi những cái truyền cái. Và cái không đó chúng ta gọi là, ở đây dùng cái chi giải thoát, nhưng mà chúng ta nghĩ chi giải thoát thì nó hơi quá. Ở đây chúng ta ý chúng ta nói là cái tâm không có bị chi phối, dạ, tâm không bị chi phối. Nó chẳng những hân hoan mà lắng động mà không bị chi phối, là những trạng thái rất là tế nhị của, nó là sự tế nhị của cái mà chúng ta gọi là niệm hơi thở mà có tập trung. Quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Thưa quý vị, đoạn sau cùng ở trong cái sự hướng dẫn của Đức Phật, thì ở đây nó là sự kết hợp giữa chỉ và quán. Dạ, nó chỉ và quán. Như chúng ta đọc ở trong kinh Pháp Cú, đó là có thiền, trí tuệ sanh, không thiền, trí tuệ diệt. Và tập trung vào hơi thở, đó là samatha. Và quán về cái vô thường, quán về ly tham, quán về đoạn diệt, quán về từ bỏ, cái đó gọi là vipassana. Thì chúng tôi có mấy lần nói với Phật tử đó là điều này là một điểm mà rất là khó hiểu với nhiều người. Ví dụ như
có nhiều người họ mới học hát ấy, thì đã hát là chuyện khó rồi, mà phải hát đúng theo cái tiếng đàn, đúng theo cái nhịp nữa thì nó cực lắm. Mà mình hát không theo nhịp á, hát nó bị phô, bị rớt nhịp thì có gì, nhưng mà họ hát mà đúng nhịp thì họ cảm thấy nó khó. Nhưng mà một khi họ đã quen rồi thì chính cái tiếng đàn đó nó lại khiến cho người ta hát dễ hơn. Mà không có tiếng đàn thì gọi là hát chay, hát chay thì họ khó hát hơn. Thì ở một cái trình độ đó, một hành giả tu tập tứ niệm xứ đó, khi mà sung mãn cả thiền chỉ và thiền quán thì hành giả sẽ có thể vận dụng được cái lực của cái định, gọi là định lực, định lực tức là niệm về hơi thở, mà cùng lúc đó thì cũng cũng quán được. Cái này là cái rất là không đơn giản, mà chúng tôi muốn sử dụng một thí dụ khác đó, là khi ngài Hòa Thượng Hộ Giác ngài còn sống đó, ngài có dạy về cái pháp tập yoga. Thì trong pháp tập yoga thì ngài có nói tới một điều rằng người tập yoga đó mà chỉ dùng những cái thao tác không thì không có đủ, mà phải thao tác chung với hơi thở. Và thí dụ như là mình hít vào thở ra thì nó phải đi với cái điệu mà gập người xuống, hay là ngẩng người lên, hay là nghiêng qua trái nghiêng qua phải, thì cái tư thế nó đi với hơi thở. Thì ban đầu cái người mới tập thì lúng túng lắm, giờ rất là lúng túng, nhưng mà quen rồi đó thì chính cái hơi thở đó nó lại giúp cho người đó lại lại gắn liền với cái tư thế gắn liền với hơi thở. Chúng tôi không biết là cái thí dụ đó có làm rõ hay không. Chúng tôi đã nói về cái nhạc và lời, một người hát đi chung với nhạc. Thì ở đây khi một người mà đủ sự tinh tế đó, thì người đó sẽ có thể quán về vô thường, quán về ly tham, quán về tình quán diệt, mà qua cái hơi thở của mình. Dạ. Vậy thật sự thì đây là một cái sự kết hợp giữa samatha và vipassana ở trong cái niệm hơi thở. Nói rất còn tới gì thì Đức Phật ngài đã kết luận đối với tôn giả, khi ngài dạy tôn giả Rahula là tu niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn. Cái niệm hơi thở đó lợi ích lớn, ngoài cái chuyện mà an tịnh tâm trí thì nó làm cho chúng ta không có quên mình. Niệm hơi thở đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái với sự tu tập. Ví dụ như là đời sống bình thường mà mình quán về vô thường, khổ não, bất tịnh, thì thưa quý vị, cái quán đó, nó dựa trên cái sự suy nghĩ nhiều hơn là nó dựa trên thực tại. Thật ra một cái trạng thái mà niệm hơi thở là trạng thái mà khách quan nhất một hành giả có thể có được trong sự tu tập. Khách quan ở đây tức là lắng lặng nhịp. Thì chúng tôi phải nói như vậy đó. Câu chuyện về niệm hơi thở chúng ta sẽ nói nhiều ở trong cái bài kinh gọi là thở vô thở ra, hay nhập tức xúc tức niệm, cũng ở trong trung bộ kinh. Vị nào mà muốn biết thêm về niệm hơi thở này đó, có một quyển sách rất là lợi lạc mà rất tiếc chưa dịch ra tiếng Việt, là Meditation of Breathing, mà của tác giả của một vị học giả và cũng thiền sư ngài Sonat người Tân Lan. Không phải giảng theo ý của mình mà dựa trên những cái gì được ghi lại trong kinh điển, rất là lợi ích. Quý vị có thể đọc quyển sách đó. Thì thưa quý vị, trong cái lời hướng dẫn tu tập cho Rahula thì Đức Phật ngài đã thay vì giảng vào hơi thở nhập pháp nhập tức xúc tức niệm như ngài Xá Lợi Phất giảng. Dạ, quý vị thấy ở đây một cái hình ảnh rất là đẹp là khi Rahula xuất gia thì Đức Phật ngài nhờ, ngài không phải nhờ mà ngài dạy tôn giả Xá Lợi Phất để làm thầy tế độ cho Sa Di Rahula. Và Sa Di Rahula mặc dù là lúc cũng kính Đức Phật nhưng mà xem ngài Xá Lợi Phất là một bậc thầy hướng dẫn cho mình. Khi mà Rahula đến để bạch với Đức Phật, ngài cũng không có nói là tôn giả Phật biểu ông tu tập về hơi thở khác với lời dạy của ngài, mà chỉ hỏi là thế nào là pháp niệm hơi thở. Thì Đức Phật ngài vẫn
Ngài nói về nhiều pháp tu khác nhau để cho Rông La được có được một cái cảm nhận rất là rộng và rất là rộng về cái sự tu tập. Và cuối cùng Ngài cũng trở lại với hơi thở. Và trong cái pháp điện thở đó, Ngài giảng rất là chi tiết. Và dĩ nhiên là về điểm này chúng ta sẽ chúng ta sẽ một số các bài. Thật ra thì trước đây chúng ta có đi vào kinh niệm xứ cũng một đoạn nó về hơi thở, nhưng mà kinh mà dập tức sức tức niệm sắp tới thì chúng ta sẽ nghe nhiều về phần này. Thì mà chuyên công đức và thưa quý Phật tử, đó là vài điều mà chúng tôi muốn trình bày trong bài học ngày hôm nay, khi mà đề cập đến phần thứ hai của kinh của đại kinh giáo giới giáo huấn Rahula. Bây giờ thì bên Thượng Tọa Từ Siêu không biết Thượng Tọa có còn ở trước máy không. Nếu Thượng Tọa Từ Siêu nghe được kính trình, Thượng Tọa hoan hỷ nói cho vài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận. Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói được không vậy? Chúng tôi đang gặp trở ngại mà thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa Quyền đều không có trả lời. Không biết là quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ. Đại Đức Pháp Tính đây. Đại Đức Pháp Tính có ở trước máy không vậy? Dạ. Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tây Quyền, mà Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Dạ. Rõ phải không quý vị? Rõ chứ không phải nhỏ ha. Dạ. Thay mặt hội chúng ở trong lớp học, chúng con xin thành kính tri ân giảng của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa rồi. Kính thưa quý vị, bài học kinh giáo giới giáo huấn ra hú lát, cũng nghĩa là giáo giới La Hầu La. Đây là cái bài kinh thứ ba mà chúng ta được nghe. Có nghĩa là ngày hôm qua cũng một bài mà tách ra và ngày hôm nay. Thì thật sự thì quý vị thấy rằng mạnh hay là nó có tiếng ồn gì quý vị? Không biết chúng tôi xài cái quạt máy sao mà nó ồn, nó rất là ồn nha. Quý vị biết rằng mấy ngày nay chúng ta được nghe bài kinh giáo huấn La Hầu La Ra Hú Lá, hầu như là bài kinh này mình nghe hoài mình không thấy chán hơn gì. Đức Phật ngài đã thiết để tế độ cho tôn giả La Hầu La nhận thức được về cái sự sanh diệt của ngũ uẩn và cái nơi nào mà phiền não nó sẽ ứ động lại. Thành ra tôn giả La Hú Lá đã nghe lời Đức Phật và đã
tinh tấn hành đạo. Và cuối cùng, cũng như hồi nãy chúng ta nghe ở cái giai thoại mà Thượng Tọa Nhất Đẳng giảng, ngày Đức Phật vừa giảng cho tôn giả La Hầu La nghe, lúc đó tôn giả La Hầu La lập tức xin ngừng đi bát, ngừng đi bát để trở về cốc liêu của mình, để mà cố gắng tinh tấn hành đạo đến cái sự giải thoát. Thật ra đó thì quý vị thấy rằng đối với những vị này, những vị này do cái phước báo ba la mật rất là dài dặn rồi, thành ra bây giờ chỉ cần ai đó khai mở thôi, khai mở cái nội tâm của mình thì mình sẽ quyết liệt để mà hành đạo. Còn đối với thời nay của chúng ta đó thì quý vị thấy rằng nó rất là do cái phước báo của chúng ta đó, nhất là cái phước ba la mật, nó không có được tràn đầy, nó không có được dài dặn. Thành ra lúc chúng ta nghe đó thì chúng ta sẽ có một cái cảm nhận như là mình muốn tinh tấn, mình muốn tinh tấn để mà mình hành đạo lắm. Quý vị biết có những cái đêm khuya đó, chúng tôi đọc về lịch sử của Đức Phật, chúng tôi rất là thích, chúng tôi rất là thích đọc đi đọc lại những cái lịch sử đó, ngay cả những cái câu kệ, những cái bài kệ cũng vậy quý vị, chúng tôi thích được nghiền ngẫm đi, đọc đi đọc lại. Rồi những cái lịch sử này La Hầu La hoặc là tôn giả Sariputta, Moggallana, vân vân. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng đọc về lịch sử của quý vị những cái ngày đó, mình có cái cảm giác giống như là mình đang được sống trong những cái chuỗi ngày mà có các vị đang còn ở hiện tiền. Có nghĩa là giống như mình có một cái cảm giác mình thấy giống như là sống trong cái khoảng thời gian đó. Hoặc là mình có cái cảm giác mình muốn mình được diện kiến nơi đó, diện kiến nơi các vị tôn giả đó đã xuất hiện. Thành ra quý vị biết rằng mỗi năm mà nhắc đến Ấn Độ thì phải nói rằng đi qua Ấn Độ là nó cực vô cùng. Nhưng mà quý vị biết cái tâm tư của chúng tôi vẫn còn thích, vẫn còn thích khi mà ngồi ở những cái ngay chỗ cái vách mà để đi lên cái núi Linh Thú. Thật sự ra quý vị biết không, đi lên trên đó nó mệt, nó rất là mệt quý vị, nhưng mà vẫn thấy cái tâm hoan hỷ. Rồi lên đến cái hương thất của Đức Thế Tôn nữa, chúng tôi cũng thấy rất là hoan hỷ quý vị. Thành ra đó, đọc ở trong kinh điển rồi về lại cái xứ của Đức Phật thì mình cảm thấy rằng hầu như là mình cũng được một cái duyên lành, một cái duyên lành lớn lắm. Mình đọc ở trong kinh điển rồi mình qua bên đó, rồi những cái thánh tích đó vẫn còn, vẫn còn. Rồi đâu đó đều nghe tên những vị ngày xưa, hoặc là ngay cả những nữ cư sĩ mà mình còn nghe lại nữa, mình vẫn còn nghe lại. Mình học ở trong kinh cái chỗ của ông cấp cô độc Anathapindika, mình qua bên đó vẫn còn cái chỗ đó. Nghe tín nữ Sujata, cái người đầu tiên để mà cúng dường thức ăn đến Bồ Tát trước khi thành đạo, thành Phật. Bây giờ mình qua đó vẫn còn gặp cái làng đó. Thành ra quý vị biết rằng học những cái bài kinh này, bài kinh giáo giới hoặc là giáo huấn ra hú lá, thì mình càng học, mình càng nghe, mình càng thấy hình như là có cái sự mà rất là thương, thương Đức Phật, hoặc là mình thương những cái vị tôn giả, thương với một cái tâm rất là có cái sự thành kính. Nãy giờ thì chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe thì ở trên cũng bị cái sự gián đoạn, có nghĩa là do cái công việc của chúng tôi ở những cái chỗ bán vé máy bay, người ta bây giờ người ta rảnh, hình như là
những cái ngày tháng này đó là do cái dịch corona đó là nó bị nó hình như là nó trấn áp, là nó trấn áp quá, thành ra các cái sân bay đều vắng hết, rồi ới hết, đến nỗi quý vị biết cái hãng máy bay á, mới vừa cách đây cỡ chừng 15 phút thôi, người ta điện thoại của chúng tôi á, nói rằng là nghe tin là ở Việt Nam cái nhóm tu sĩ ở Việt Nam vẫn còn là một năm nữa ở bên Ấn Độ là năm 2020. Thì ở trên hãng máy bay người ta báo cho chúng tôi biết là bây giờ là người ta sẽ bán vé cho mình trước với một cái giá vé là 9 triệu đồng. Người ta bán cho mình mua sớm thì nó rẻ. Tại vì người ta biết là năm nay Việt Nam vẫn còn đăng cai một năm nữa, thành ra trước sau cũng đi, người ta nói với chúng tôi bây giờ vé rất ới, mà năm nay là chắc chắn là Việt Nam còn một kỳ đăng cai nữa, thành ra trước sau sư cũng mua, giờ sư vận động người ta mua sớm đi cho nó rẻ, 9 triệu đồng. Thì quý vị biết cũng liên quan, nhắc đến cái sự Ấn Độ, quý vị mình, chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ thì năm vừa rồi qua cái cộng sự ở bên đó làm tăng với ni không là cũng 30 người, mà lúc đó mua vé là tới 600 đô, là 600-700 đô, có Phật tử Nhật Quỳnh 700 mấy chục đô, rất là mắc. Thành ra bây giờ trước sau cũng đi hết, chắc có lẽ là mình phải ráng làm sao mà mình có tiền mình mua sớm. Và thành ra đó, khi mà nói cái vấn đề đó thì quý vị thấy rằng thật sự ra đó, mình qua bên Ấn Độ không phải là mình ham chơi gì bên đó. Bên đó chúng tôi nói thật với quý vị, không có gì để mà mình ham, thức ăn nó cũng không ăn được, thời tiết mình chịu cũng không được, ngôn ngữ mình cũng phải dựa vào người ta, rồi những người xung quanh nó chỉ có những cái thánh tích và mình nhìn cái tụng niệm tụng kinh và chư tăng các vị Phật tử hành hương bên đó, thành ra mình nhìn chỉ có cái cảnh đó là mình thấy được thôi đó. Nhưng mà đổi lại đó, quý vị thấy rằng là do mình học những cái bài kinh này, bây giờ quý vị lên núi Linh Thú vẫn còn cái hướng của Đức ngày xưa, vẫn còn những cái cốc liêu của ngài Ra Hú La, tôn giả La Hầu La, vẫn còn những cái cốc liêu ở bên đó quý vị, của ngài Xá Lợi Phất, của ngài Mục Kỳ Liên vẫn còn ở bên đó. Thành ra chúng ta được học ở trong kinh điển còn để lại thời gian, địa điểm, rồi nhân vật. Thì quý vị qua bên đó thì tên của nhân vật thì còn, địa điểm thì còn, nhưng mà chỉ có thời gian thì nó trôi qua thôi, còn cái nhân vật đó thì nó không còn nữa. Nhưng mình vẫn còn một cái sự cảm nhận rằng là cái điều này nó có thiệt, là những cái sự thật này có thiệt quý vị, là có thiệt. Thành ra đây là một cái niềm rất là vinh hạnh. Thành ra quý vị biết rằng ở trong cái bài kinh này từ đầu tới giờ, chúng tôi từ lúc mà sư phụ Tề Siêu dẫn nhập cho đến thượng tọa Nhất Đẳng thuyết giảng, chúng tôi ngồi chúng tôi nghe, mà tâm mình thì nghe, lỗ tai của mình nghe đó, nhưng mà tâm mình là tự nhiên nó hình dung qua cái ngay chỗ cái núi Linh Thú, đường đi lên cũng có cái chỗ ở của tôn giả La Hầu La, rồi lên trên nữa đó thì cũng còn thấy cái hương thất, cái chỗ mà hồi xưa là cái hương thất của Đức Thế Tôn. Thì vừa nghe thượng tọa Nhất Đẳng thuyết, rồi vừa hình dung lại những cái cảnh đó, thật sự ra chúng tôi cảm thấy một cái cảm hứng vô cùng. Thành ra như mình ráng cố gắng mình nghe, thì thật sự ra đó, thì khi mà vừa nghe thượng tọa Nhất Đẳng thuyết nào, rồi vừa dung lại những cái cảnh đó, thì phải nói rằng chúng tôi cảm nhận rằng mình rất là hạnh phúc, là hạnh phúc khi mà mình được chứng kiến, mình được nghe, rồi mình được chứng kiến là những cái cảnh đó. Thành ra qua cái bài học này thì cũng mong rằng tất cả chúng ta cũng ráng cố gắng làm sao mình tu tập từng chút, thì thời nay mình không thể là mình có được cái phước báo ba la mật mà nó già dặn như các vị tôn giả ngày xưa. Nhưng mà do cái sự nghe pháp này của mình, thành ra đó nó cũng là một cái duyên lành
để ở trong những cái đời sống sau mình sẽ tiếp tục mà tu tập. Cũng như quý vị thấy Ngài Sariputta ở trong quá khứ của Ngài thì coi như là cái gì Ngài cũng làm. Đối với người ta rủ Ngài đi bố thí, Ngài cũng đi bố thí. Rủ Ngài đi nghe pháp, Ngài cũng đi nghe pháp. Tôn giả La Hầu La, La Hầu La, thì quý vị biết rằng không phải là ở trong cái kiếp này không đâu, ở trong quá khứ đó. Tôn giả, tiền thân của Tôn giả La Hầu La đó, quý vị biết rằng là coi như là đặt bát cúng dường đến các vị đạo sĩ. Tại vì thời đó không có chư tăng, Tôn giả La Hầu La đặt bát cúng dường đến những vị đạo sĩ mỗi ngày như vậy, mỗi ngày như vậy. Rồi khi mà nghe những vị đạo sĩ đó chúc phúc, mong cho cái cơ ngơ của thí chủ giống như cái cơ ngơ của Thiên Chủ Đế Thích, thì Tôn giả La Hầu La đó cứ mỗi lần mà đặt bát mà nghe cái chúc phúc vậy đó, thành ra Tôn giả La Hầu La đã hỏi tại sao mà đạo sĩ cứ mong cho thí chủ được cái cơ ngơ như cơ ngơ của Đế Thích. Thì lúc đó cái vị đạo sĩ mới thuyết giảng cho Tôn giả La Hầu La nghe rằng cái sự an lạc của cái cõi trời mà cõi trời Đế Thích. Thì khi mà Tôn giả La Hầu La nghe rồi thì cố gắng tiếp tục bố thí cúng dường nữa và làm các cái thiện sự đến trọn đời luôn. Thành ra do vậy đó mà quý vị thấy rằng trong cái kiếp đó, sau khi thân ngoại mạng chung, cái vị thí chủ này sanh lên cõi trời của vua trời Đế Thích. Và chúng tôi muốn nói ra những cái điều này là để cho chúng ta biết rằng là không phải là tự nhiên mà ở trong thời nay mà Tôn giả La Hầu La là con của một vị chánh đẳng chánh giác. Không phải tự nhiên ở trong thời nay mà Tôn giả La Hầu La nghe một câu pháp, nghe Đức Phật thuyết giảng như vậy, rồi xin nghỉ đi bát, rồi trở về lo hành đạo để mà đạt đến đạo quả A-la-hán. Không phải là tự nhiên ở trong thời nay mà được như vậy đâu quý vị. Là do ở trong quá khứ đã tu tập rất là nhuần nhuyễn, tu tập rất là thuần thục rồi. Thành ra ở trong cái kiếp này nghe Đức Phật thuyết pháp xong là coi như là xin trở về Cốc Liêu để mà lo tinh tấn hành đạo để trở thành một cái vị A-la-hán. Đó là do cái ba la mật đã đầy đủ, ba la mật đã quá già dặn rồi. Thành ra bây giờ chỉ khởi lên một chút thôi là coi có cái khả năng để mà tu tập đạo quả A-la-hán. Đó, ta thấy rằng đối với những cái bài kinh này sẽ làm cho cái niềm tin của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Những cái phước báo của chúng ta làm nó sẽ dính theo mình hình với bóng suốt trong các những cái kiếp vị lai, cho đến khi nào mà mình viên tịch Niết Bàn thôi, mình chứng đắc đạo quả A-la-hán viên tịch Niết Bàn thôi. Chứ những cái phước báo này mình làm không bao giờ mất, không bao giờ mất. Nó cứ tăng lên từ từ. Đời sau mình có tài sản, rồi mình có trí tuệ, mình nhìn thấy một cái hình ảnh gì đó trong thế gian cũng như là giống như mà mình nhìn thấy cái dịch bệnh ở trong cái thời nay, hoặc là những cái tai nạn chết ở trong thời nay, thì mình mau mau mình gấp mình sẽ tu tập liền. Là có nghĩa là do cái phước báo đã tạo ở trong những cái kiếp này, nên những cái kiếp sau mà mình thấy những cái hiện tượng đó, hoặc là có những người người ta chỉ nhìn thấy cái sự già, cái nét của làn da mình bây giờ nó nhăn rồi, mình cát căng nó bị chậm lục lại, thì người ta có cái ý hướng là muốn tìm đến đạo. Thật sự ra đó, tại vì quý vị biết rằng tất cả chúng ta mà được nghe pháp, chúng ta có cái duyên lành. Thành ra đó, bây giờ chúng ta tìm cái đường chúng ta tu tập, chúng ta ngồi, chúng ta nghe Phật Pháp. Chứ quý vị biết rằng có những người hiện giờ, ngay tại bây giờ, người ta cũng rất là tuyệt vọng, hoặc rất là thất vọng. Nhưng mà người ta không có cái lối thoát quý vị. Người ta không biết tìm đến đạo,
mà lại không có cái người bạn đạo nữa, thành ra chỉ gặp những người người ta mời đi những cái quán để uống cà phê, hoặc là những cái quán bar để uống một hai cốc bia để mà giải sầu rồi sau đó về ngủ. Thì thật sự ra mình không phải là mình chê trách những cái người đó, do thứ nhất á, là những người đó người ta không có cái duyên lành, thứ hai á, thì người ta cũng có cái bạn lành hoặc là cái bạn mà thành ra người ta chỉ có người ta chỉ bày những cái cách đó thôi. Thật ra đó quý vị biết rằng chúng tôi không phải là mình ưa dòm nó sớm trên sớm dưới, nhưng mà có nhiều lúc đó, là tự nhiên chúng tôi đi ở trên xe hoặc là có cái công việc đi ở ngoài đường đó, thì mình nghe người ta nói qua nói lại cũng như có một số người người ta buồn chồng người ta, hoặc là người ta buồn con cái người ta, rồi nhà kế bên thấy như vậy thì qua khuyên tưởng khuyên cái gì, đừng nói bà buồn con chi, giờ bà đừng có buồn nữa, buồn mà bệnh cho bản thân của bà thôi đó. Giờ bà đi theo tôi nè, tôi dẫn bà đi nè, dẫn bà ra uống cà phê nè, đó coi nè, uống cà phê ngoài đó là tuổi bằng chúng ta không, ta ngồi đây ở ngoài đó rất là vui, ngồi nhà bà buồn chi, rồi bà sanh bệnh, nó đi theo tôi ra quán ngồi đó. Thì quý vị thấy ra quán ngồi đâu quán hết buồn, bị ngồi cười nhưng mà cái mặt mình nó vẫn buồn, rồi đêm trở về cũng buồn nữa thôi đó. Thành ra đó chúng tôi muốn nói là chúng ta tạo những cái thiện pháp bằng cách chúng ta nghe pháp hoặc là chúng ta học những cái bài này, thì không làm duyên lành cho mình ngay trong hiện tại này, nhưng mà cũng làm duyên lành cho chúng ta ở trong ngày mai, ngày mốt, hoặc là chúng ta cũng làm cái duyên cho cái người khác. Ví dụ như lỡ chúng ta gặp những người khác người ta buồn một cái gì đó, ví dụ như quý vị thấy ở trong cái thời nay đó, đối với cái tình trạng mà dịch bệnh này nè, đó có nhiều người cứ lo hoài, lo rồi biết làm gì, lo hỏi lo quá là làm gì, con đi mua mì gói, con đi mua mì gói nè, con đi mua nước uống đóng chai nè, con đi mua thêm một mớ dầu ăn này kia, chắc một đống nhà rồi hỏi chắc lo nữa không, cũng lo nữa, cũng còn lo đó. Thành ra nếu mà những người đó mà biết cái banh thoát này á, thì chúng tôi nghĩ rằng không có lo nữa quý vị. Có nghĩa là người ta sẽ vô, người ta nghe pháp, rồi người ta tu tập, người ta biết cái cách người ta tu tập thì nó bớt đi cái sự lo lắng quý vị. Còn nếu mà bây giờ á, thì mình không biết được Phật pháp đó, thì coi như là sau khi mà mình nghe dịch bệnh nhiều quá rồi, bắt đầu là mình chạy đi mua mì gói, mình chạy mua đủ thứ đồ để nhà, rồi giờ hỏi mua xong rồi còn lo không, cũng vẫn còn lo đó. Thì quý vị thấy rằng đây là cái bệnh của tâm, cái tâm của mình phải tìm cái cách nào mình đối trị với cái tâm của mình. Và con không biết thượng tọa Giác Đẳng đã soạn câu hỏi chưa, bây giờ nếu mà thượng tọa soạn rồi, con thỉnh thượng tọa trở lại với lớp học. Dạ, dạ, bây giờ con thỉnh thượng tọa. Sa thu kính trình đại thừa pháp tính. Thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoàn thị trả lời cho câu thảo luận số 1. Nghe rõ. Giờ quý vị quan hỷ, có lẽ là chúng tôi phải điều chỉnh chút xíu. Thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông, dạ có, thượng tọa Tư Quyền. Thượng tọa Tư Quyền, có nhiều người đó, đi tu tập, tu thiền đó, thì các vị này nói rằng mình tu thiền thôi chứ mình không cần học pháp. Nói cách khác thì mình cần trí tu chứ không cần trí văn. Nhưng mà khi Đức Phật dạy về trí văn, trí tư, trí tu á, thì Ngài có phải là Ngài nhấn mạnh về trí tu mà Ngài phủ nhận cái giá trị của trí tư, trí văn không? Xin thượng tọa Tư Quyền quan hệ chia sẻ về điều vị điểm này.
Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô San Kha Giá. Thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cũng như Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì chúng ta phải xét kỹ một cái điều này. Có thể nói rằng Đức Phật ngài khi nói ra một lời nói, nó đều hoàn bị đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn, cụ túc, Pratisamhita. Cái này là chắc chắn như vậy. Có như một lúc chúng ta thấy Phật ngài nói hãy đi vào, hãy đi đến ngôi nhà trống, hãy nhiệt tâm, tinh cần, đi thẳng trực tiếp. Đấy là giải tới cho những ai đã gọi là căn bản, những ai đã có đầy đủ được nhiều cái điều tốt đẹp. Hay pháp hội đó, hay là hội chúng đó, Đức Phật ngài quán xét biết rằng những chúng sinh này cơ tánh họ, họ lời căn, họ đã được thấm nhuần, họ đã được hiểu biết, họ đã được kinh qua, thì ngài đi thẳng trực tiếp, ngài đưa lên cái trí tu để họ dẫn họ đi thẳng trực tiếp. Rồi có một lúc mà chúng ta thấy thí dụ như là như là Rahula Ambalatika, cái bài kinh mà ngày hôm qua chúng biết, nói đến ngày Rahula thì ngài cái bài về cái lý để cho ngài Rahula nó biết về và được ngài sẽ là Phật chỉ, và sau đó ngài Rahula thọ giáo lại Đức Phật tiếp tục nữa và ngài thực hành. Thì ở đây cái vai trò và hoàn cảnh phải được nắm bắt một cách vững chắc. Chứ chúng ta phải nói rằng tại sao có những lúc mà Đức Phật ngài kêu gọi bây giờ là cứ thẳng tiến mà tu, chứ chúng ta không có phải kinh qua trí văn, trí tư gì cả, mà cứ thực hiện vào cái trí tu. Có những pháp môn tu tập để phát huy trí tu một cách tốt đẹp, có những pháp môn tu tập để phát huy cái trí văn, trí tư. Hay chúng ta có thể nói như một điều, tức là phải có cái trí văn, trí tư trước tiên. Đạo vị ấy phải có một cái trí văn, trí tư một cách vững chắc rồi, rồi tiếp tục đó là ngày nâng cấp lên, hay hoặc ngày chỉ thẳng. Bởi vì chính Đức Phật là thiên nhân chi đạo sư ở chỗ này nè. Ngài biết ngài nói lúc nào, nói những cái gì cho cái người nghe, cho hội chúng đó có thể chứng đắc được. Thật ra thì Đức Phật là thiên nhân chi đạo sư, có điều đặc biệt này ta phải nói rằng trời người kính nể, đó là một điều mà chúng ta biết hết sức tuyệt vời. Là sao? Những gì mà chúng ta học, những gì mà chúng ta biết đó, do sự truyền thừa lại của các vị thầy, và tự cho chúng ta có cố gắng rồi nhiều khi cơ tánh đó vị thầy có thể hiểu, vị thầy có thể thông, có những vị thầy không thể biết đệ tử nó đi tới đâu, nó hiểu như thế nào, nhưng Đức Phật ngài biết. Kết thúc mạng minh của chúng ta ngài hiểu tương tận. Cái sanh tử minh của chúng ta hiểu một cách tường tận chúng sinh nó như thế nào. Cho nên có những món ăn á, ngài đưa cho người, ngài đưa ra nhiều món ăn. Có những món ăn á, cho những người thích ăn cay, cho những người thích ăn mặn, có những người thích ăn ngọt, có những người thích ăn lạc, là ngài biết cách ngài nấu món ăn đó lên cho người ta ăn. Tức là những cái lời giảng pháp của ngài, bởi vì cho nên cá tánh và cơ tánh đó, chúng sinh đó nó mới giác ngộ được. Còn phải nói rằng ta cứ cho rằng là tri kiến mà từ cái chuyện học hỏi á, hay là tri kiến, hay là cái trí tư, hay là cái chúng ta gọi là cái pháp học á, nó không phải là vấn đề mà nó cần thiết, thì cái điều này là quá là gây là chúng ta không có một cái vững vàng. Giáo lý của Phật pháp là dùng trí tuệ để mà hiểu. Nó hít vào thở ra, biết chánh niệm và tỉnh giác. Khi nào là chánh niệm, khi nào là tỉnh giác? Khi nào là sati, khi nào là sampajanya? Khi nào là samatha, khi nào là vipassana? Chúng ta phải hiểu rõ. Chứ chúng ta đang tu thiền quán mà nhiều khi mà tu thiền chỉ cũng chẳng
nó cứ thở ra hít vô, thở ra hít vô, nó đặt niệm ở trên mũi như điều hình như là của chừng nhiều khi định đó, chứ không phải là niệm, nó phân vân. Hay là từng trạng thái diễn biến của tâm của mình, thì vị ấy phải có một cơ tánh, phải hiểu biết một cách vững chắc rõ ràng. Và trong một quá trình tu tập có những đột biến mà do sân phiền não, tham ái phiền não, dục ái phiền não, nghi phiền não, nghi tiền miên, dục ái tiền miên, sân động tiền miên, kiến tiền miên, vân vân, nó khởi sinh, mà chúng ta biết được đây là độc tố gì, đây tại sao mà nó xuất hiện. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng vô cứ cứ là tu là cái bình thường, nó đơn giản rồi, chứ có chuyện gì đâu mà nó khó, cứ vô cứ nhắm mắt là tu à. Quả thật nói vậy thì cũng nghe tu lâu lên sư cũ thế nào cũng cái đường tương trao tự hữu dưa leo, không có hỏng chỗ này nó cũng thấm chỗ kia, nói gì không mà được. Có cái học phải có một cái bài bản về cái pháp học, từ đó chính là tu tập về cái trí, cái trí tư, trí tu xuyên qua pháp học, rồi từ đó mới chúng ta mới tiến tới cái pháp hành đó, tức là tu cái huệ, tức là cái tu vì huệ. Thì nói như vậy nhưng điều mà cũng tùy theo người, có những người tu một mang tính tức là lấy huệ làm trưởng, tức là người ta tu vô, nhiều người cái căn duyên của người ta, có những người vừa tu người ta có thể vừa nghiên cứu, người ta có thể vừa thẩm nghiệm, người ta vừa học hỏi cũng có nữa. Nhưng điều mà luôn luôn biết rằng cái cần thiết, cái tốt đẹp chính là cái mà chúng ta phải sanditiko akaliko, đến để mà thấy, đến để mà tu. Cũng như bây giờ tu để làm gì, ai cũng nói tu để sửa, biết gì mà sửa. Trước nhất là tu để làm gì, tu để học, học để làm gì, để biết mà sửa. Chứ tôi nghe rõ nè, tu, ai cũng nói chữ tu đó là chính là sửa, sửa mình, sửa tam nghiệp của mình, sửa thân, sửa khẩu, sửa ý, nó như thế nào. Nhưng sửa là sửa làm sao? Cho nên trước nhất tu là phải để học. Cái học này á, có những cái học do trường lớp, có những cái học do nghe, có những cái học do cái gì, do suy tư, có những cái học do chúng ta viết, do chúng ta nói, do chúng ta nghe, vân vân. Thì cái học này nó cái cách học nó rất là lớn. Về cái pháp học, cái cách xử lý nó rất là nhiều, rất là rộng. Và vì vậy cho nên chúng ta phải nhìn nhận một điều thôi. Nếu như chúng ta không có nắm hiểu biết được đường đi, làm sao chúng ta đi? Mà con đường về bờ giác á, nó phải coi như là tu mù được, không phải vô cứ ngồi cứ niệm tưởng niệm Phật đi, là Phật rước Phật đưa rồi thành Phật, không phải vậy. Mà chính là tu, con đường đi vào tu là hiểu biết một cách trí tuệ, một cách sáng suốt, một cách vững chắc rõ ràng. Rồi không phải là mình đa văn quảng kiến, mà mình quảng diễn được cái Phật pháp đâu, mà quảng diễn được Phật ngôn đâu, cái điều đó chưa chắc. Nhiều người có nhiều trình độ, nhiều người có nhiều cái kiến văn kiến thức của xã hội, nhưng chưa chắc người ta có thể thể nhập được, người ta hiểu được giáo lý của Phật ngôn, giáo lý của Phật Đà. Những người không có nhiều kiến thức ở xã hội về thiên văn địa lý, coi như là kỹ thuật về tất cả mọi thứ mọi điều, nhưng người ta không cần những điều đó, nhưng người ta học vào những cái lời dạy của Phật một cách trực tiếp, người ta có thể hiểu. Thì như vậy nói ở đây có nghĩa là quả nhiên là người tu, hay là có những lúc Đức Phật ngài bảo mà tu tập thực nghiệm chính bản thân của mình, tức là tu huệ đó, thì để thực nghiệm ngay cái tâm linh của bản thân của mình. Những người không phải phủ nhận, không phủ nhận cái giá trị mà của cái tri kiến từ ở cái trí tư trí văn, hay ngay cả luôn những cái kiến thức nó mang tính tức là rộng khắp ở bên ngoài. Đức Phật không có nói như vậy, không có phủ nhận gì hết. Nhưng điều mà khi người kêu chúng ta
À, bây giờ đây là bát chánh đạo, con đường chánh giác, các ngươi phải đi trên con đường bát chánh đạo. Và con đường bát chánh đạo là như thế này, đây là đúc khăn ở đây là sát chăng, samudaya sát chăng, rồi nirodha sát chăng và magga sát chăng, nó là như thế, không có thể đổi thay, và chúng ta phải tiến tu như vậy. Thì hiểu thế, hiểu khổ và biết được cái nguyên nhân sinh khổ của nó, thì biết được nguyên nhân sinh khổ của nó phải có cái kiến văn, phải có một cái gì, phải có một cái chúng ta gọi là cái pháp học, và từ cái đó hay, hoặc là phải có một sự hiểu biết một cách vững chắc. Chứ không phải biết nhân sinh khổ đó tức là tham hết, nó tham như thế nào, cái tham trạng thái nó khác, mà cái tham mà nó lý kiến nó khác, rồi cái tham này nó ngã mạn nó khác, rồi cái tham này nếu mà nó bị nung nấu, nó bị lậu hoặc nó khác, mà bị nó bị một cái nó bị một cái kết nó khác, nó bị một cái anusya bị ngâm tẩm tiềm miên, thì nó là một cái tham khác, chỉ tham chung. Nhưng thì ở một hoàn cảnh này nó pha chế với nó pha chế với kia, nó bị ngâm tẩm cái này, bị ngâm tẩm cái kia, thì từng hoàn cảnh, từng điều kiện nó đều là một cái giá trị khác nhau, một yếu tố khác nhau. Và đó chính là cái điều mà chính Đức Phật ngài biết được cái dược liệu, ngài biết được cái độc tố, và ngài biết được cái kết quả, cái đặc trị đó, cho nên mới được tốt đẹp. Còn nếu như quả thật như chúng ta thì chúng ta không biết, mà chính được ở đây. Cho nên vì vậy có những lúc Đức Phật ngài xác lập vị này, thì chúng ta khi ngài xác lập cho vị này, cho hội chúng này, cho con người này, là con người đó đã hoàn bị, con người đó có cái gì, có đầy đủ văn tư tuệ hay là văn tư tu, hay hoặc là pháp học, pháp hành, pháp thành, vị ấy đã thành tựu. Nó một cách rõ ràng như vậy. Thì kính bạch thượng tọa, đây là cái câu trả lời của chính con. Kính bạch thượng tọa quay trở lại, nếu có điều cần mô túc thì kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Thưa chương trình Thượng tọa Thượng Quyền, câu trả lời của Thượng tọa Thượng Quyền đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề. Kính trên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Cảm ơn quý nhiệm ớp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ.